Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập bài chung có chủ đề diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này. Đây là trả bài được làm tiếp theo cho tụ bài số 3 của video gần đây nhất. Bởi vì là tụ bài số 3 có cái sự cố là câu hỏi cuối cùng thì không biết lý do vì sao bị mất, cho nên là mình làm để bù cái sự cố đó các bạn nhé. Và đối tượng nghe là tất cả chúng ta. Dù là các bạn đang ở mối quan hệ nào thì các bạn cũng có thể xem để biết xem là cái mối quan hệ đó, dù là crush, dù là không rõ ràng, dù là đang hạnh phúc mặn nồng hoặc là vừa mới bắt đầu, thì các bạn cũng có thể nghe được nhá. Bây giờ chúng ta chọn tụ bài trước mắt các bạn là ba bộ bài từ trái sang phải: bộ tarot cơ bản, bộ Dilemma Tarot và bộ Guide Tarot. Còn các bạn chọn theo tụ bài số 3 là tụ bài số 1, số 7 là tụ bài số 2 và số 5 là tụ bài số 3. Bây giờ chúng ta đến với tụ bài đầu tiên. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 1. Câu hỏi đầu tiên trong tụ bài số 1 đó là mình như thường lệ, đó là mình sẽ check cái năng lượng của những người của mối quan hệ của bạn. Thì bạn nhìn vào, bạn nghe thì bạn sẽ nhận ra đây có phải là mối quan hệ của bạn hay không. Mình thấy ở đây có hai nhân vật nổi lên. Mình sẽ không nói cung hoàng đạo nhé. Hoặc là mình nói thì mình cũng chỉ dùng nó để giải thích cho tính cách và cái tính cách và cái cách cư xử, cái tình cảm của cung hoàng đạo đó thôi. Mình thấy ở đây có hai nhân vật, một là Queen of Cup và hai là 7 xu. Mình thấy nữ ở đây thì mang những cái năng lượng của nước, xong rồi cự giải bọ cạp. Các bạn là những người nhạy cảm, tinh tế, đa cảm, đa sầu, đa mang. Hay nghĩa là từ những cái việc nhỏ nhất ấy, cũng hay vận vào người, hay tự mình làm khổ mình. Còn một người thì cũng không kém, phía bên kia nghĩa là năng lượng nam cũng không kém. Là cái người cũng hay suy nghĩ, cũng hay đa cảm, nhưng cái đa cảm lại không giống cái đa cảm của nước. Mình có cảm giác như là cái người nam, năng lượng nam ở trong cái tụ bài này đã có một cái sự tủi thân. Mà cái sự tủi thân này ấy, mình cũng không hiểu vì sao ở đây không có một cái lá bài nào nó nói về biểu hiện của cái sự bỏ rơi, nhưng mà mình có cái cảm giác là cái người này họ đang chống cằm, họ suy nghĩ giống như một người nông dân đang suy nghĩ xem là cái việc thu hoạch dưa. Mình thường hay thấy những cái đồng xu nó giống như những quả dưa chín vàng ấy, nhưng mà mình có cảm giác có một cái sự băn khoăn về cái việc là cái hành trình tiếp theo. Cái nghĩa là mình thấy giờ ở đây thì mình thấy giống như các bạn đã có một cái, các bạn đã nhận ra nhau, nghĩa là khi gặp nhau ở trong mối quan hệ này, hoặc là khi các bạn gặp nhau thì các bạn đã cảm thấy đây là cái người mà mình cảm thấy là trọn vẹn nhất, mình muốn đi đến đích, đến cuối con đường nhất. Nhưng mà ngay tại cái thời điểm này, người nữ thì đang suy nghĩ, có cái phần theo kiểu là cái suy nghĩ của Queen of Cups ấy, thường có một cái gì đó nó mang tính chất là vừa nhớ nhung, vừa sầu muộn, vừa băn khoăn, vừa suy nghĩ là không biết đây như thế nào. Còn người này thì lại có năng lượng của cái việc đó là mình không hiểu, cảm thấy nó giống như là một sự tủi thân ấy, một cái sự tủi thân đó là mình không được thấu hiểu, mình không được sẻ chia đó. Có giữa hai người không nói gì với nhau, không có bất kỳ một cái cãi vã nào, nhưng lại có cái năng lượng đó, ai cũng suy nghĩ, nghĩa là đi theo một suy nghĩ riêng. Và tự nhiên chính cái suy nghĩ đó, cái nhạy cảm, cái đa mang đó, nó làm cho mối quan hệ nó đến dần năng lượng của Death. Nghĩa là có cái việc gì đấy giống như là nó cứ đến dần năng lượng của Death, và giống như nó đi dần về phía kết thúc từ cái sự im lặng của hai người. Mình thấy ai tình cảm thì hai người có với nhau, nhưng lại cứ mỗi đều giữ ở trong lòng, không ai nói rõ cái tình cảm đó ra, và mỗi người có một cách cư xử riêng, và nó cứ làm cho mối quan hệ này cứ dần dần đi đến cái đoạn cuối cùng của con đường. Nhưng mà mình thấy ở đây có một cái kỳ lạ thế này. Hai người ở bên ngoài thì tưởng rất là bình yên, như không có chuyện gì, nhưng có bão lòng. Cái bão lòng đó, mình chỉ dựa vào lá bài đét để mình nói cái điều đó thôi. Lá bài 4 cốc để mình nói cái điều đó. Cái người nam họ có một cái sức cuốn hút rất lớn từ phía người nữ, nghĩa là họ bị cuốn hút rất mạnh mẽ từ phía người nữ, và bị càng bị cuốn hút đến bao nhiêu thì họ lại có cái năng lượng là họ lùi dần, họ khép mình lại bấy nhiêu. Trong cái sự khép mình ở đây ấy, mình có cảm giác như là họ có phần tủi thân, họ có phần giống như theo cái kiểu là mình không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng họ cũng có cảm giác như là họ bị bỏ rơi, họ bị cư xử không công bằng, họ không làm sao để nó giống là một sự bất lực ấy. Và có đôi khi mình cảm thấy người này họ cố tình họ im lặng,
nó giống như một kiểu rảnh rỗi ấy. Một kiểu rỗi, một kiểu để xem là cuối cùng mình có còn quan trọng trong mắt người nữa hay không. Mình thấy có cái năng lượng đó ở trong bài này. Giữa hai người tuy là không nói gì, tuy là ở bên ngoài, tuy ở bên trong là bão lòng, nhưng mà mình thấy bên ngoài các bạn vẫn nói chuyện với nhau, các bạn vẫn có cái sự trao đổi, vẫn có sự trao đổi này, vẫn có cái việc là nói chuyện tâm sự, chia sẻ cuộc sống với nhau. Ở đây có hai nhân vật như này, mình thấy có một người có đạo. Lá bài của The Hierophant biểu hiện cái điều đó, nghĩa là họ là con người điềm tĩnh, điềm đạm, yêu thích sách vở, yêu thích đạo, yêu thích những cái gì nó thêm về đạo lý truyền thống, về tri thức, về kiến thức ấy. Còn một người có năng lượng của tâm linh, có năng lượng chữa lành, có thể hoạt động bên tâm linh, ví dụ như là yoga, thiền, tarot hoặc bất kỳ một cái gì đó về tâm linh. Và hai người ở bên trong thì đầy bão tố, nhưng ở bên ngoài thì có thể vẫn đi cùng nhau theo kiểu vẫn nói chuyện với nhau, vẫn là bạn bè như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ở bên trong thì đầy bão tố, gọi là dùng cái bão tố thì nó hơi quá, nhưng mà cứ có một cái gì đó như những đợt sóng ngầm ở giữa hai người đó. Thì cái năng lượng của cái mối quan hệ trong tụ bài số 1 là như vậy nhá. Bây giờ mình sẽ đến tụ bài số 2, đó là diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này như thế nào. Và từ cái nội dung này thì mình để xem mình nếu như mà đủ rồi thì thôi, còn không thì mình sẽ đặt tiếp câu thứ 3, đó là thông điệp của vũ trụ nhá, hoặc là tùy vào nội dung của cái đoạn bài số 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến câu hỏi diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này. Câu hỏi tiếp theo, diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này. Mình trải bài đã lâu rồi, hơn 1 năm rồi. Trải bài khá nhiều, cả chung lẫn riêng, nhất là riêng. Nhưng mà mình chưa thấy có một trải bài nào mà có đầy đủ 3-4 lá Churchman, The Tower, Death và The Devil ở đây. Mình thấy đây là một mối quan hệ tâm linh, mình khẳng định cái điều đó dựa vào chất tỷ cộng star. Và cái giai đoạn này các bạn đang ở trong một cái hành trình của sự tỉnh thức, của một sự thay đổi. Mình thấy các bạn giống như là nó có một cái sự vận động ấy. Mình cảm thấy cái mối quan hệ này, cái mối quan hệ của các bạn ấy, đây là một mối quan hệ đã đi cùng nhau rồi. Mối quan hệ đã đi cùng nhau từ lâu rồi. Và giữa các bạn nó có một cái gì đó, nó cứ theo kiểu là nó mình rất là khó diễn đạt. Cái mối quan hệ này nó cứ có một cái gì đó ở bên trong mà không thể nào hiểu nổi. Nghĩa là mình thấy các bạn rõ ràng là có tình cảm, nhưng không biết làm sao để mà diễn đạt cái tình cảm đó thành lời. Nghĩa là các bạn yêu ai các bạn cũng không yêu được, chia tay cũng không chia tay được, yêu ai cũng không yêu được, nhưng lại cứ dùng rằng với nhau và lại không thể vượt qua cái sự dùng rằng đó. Tại sao là mình lại nói đó là lá bài The Devil. Các bạn thấy đấy, cái đặc biệt của các bạn so sánh với lá bài của The Love đi, các bạn thấy là đều là có một thiên thần đang ban phúc cho một nam một nữ trong lá bài The Love. Cái lá bài The Devil thì cái thiên thần, vị thiên thần biến thành con quỷ, nó đang canh giữ hai người đàn ông và người đàn bà. Như từ tình yêu nó trở thành gánh nặng, nó trở thành một cái gì đó mà nó làm gì nó kết nó vướng mắc không thể nào bước ra được. Và ở đây Churchman, The Tower, Death nó đang có một cái giống như một cái giai đoạn chuyển mình, có thể dùng từ chuyển mình, các bạn cứ tưởng tượng như một cơn động đất ấy, để đánh sập cái năng lượng cũ, mở ra một năng lượng mới. Và cái lý do phải đánh sập đó chính là các bạn ở đây mình thấy các bạn là mối quan hệ tâm linh các bạn ạ. Và giống như là cái hợp đồng linh hồn của các bạn và cái yêu cầu của vũ trụ, đó là các bạn phải chuyển đổi cái năng lượng của cả hai từ năng lượng của cả hai với trở thành năng lượng của mối quan hệ. Mình thấy ở lúc nãy các bạn thấy ở tụ bài số 1 ấy, cả hai người nữ thì cứ ôm chặt một cái gì đó ở trong lòng không nói ra, trong lòng đầy cảm xúc, nó giống như là cái gốc trên tay của nàng ấy, nhưng mà nàng cứ im lặng, nàng giấu kín ở trong nàng, trong lòng. Năng lượng ở quy là năng lượng của sự theo kiểu năng lượng của tính âm mà tính tĩnh. Còn 7 xu cũng là năng lượng của âm, số 7 là năng lượng âm, đất cũng là năng lượng âm. Chỉ có cái năng lượng của cái việc đó là cứ giữ chặt ở trong lòng, cứ băn khoăn, cứ vướng mắc nhưng lại không nói ra để giải tỏa cái điều đó, nó trở thành the devil. Nó khiến cho mối quan hệ cứ có một cái gì đó vướng mắc, dính mắc mà không thể nào giải thoát được. Và vì thế nó cần những cái năng lượng này để đánh sập cái năng lượng cũ đi. Các bạn phải thay đổi được, cải tổ được cái năng lượng thì mới thay đổi được mối quan hệ, mới có được cái star năng lượng của những, nếu mà ba cái lá bài này nó giống như đêm tối ấy, thì đây mới thấy vì sao, mới thấy vì sao ở xa thì mối quan hệ này nó mới đạt tới cái sự ổn định. Nó mới không có ba cái lá bài này đều là tính động,
đều mang cái tính vận động. Vận động còn ở đây là tính tĩnh, và nó mới chuyển sang một năng lượng khác của Fire Pentacle, nghĩa là có một cái sự năng lượng mới. Và năng lượng này có 8 cốc, thì cái 8 cốc ở đây không phải là sự rời đi, bỏ đi đâu nhá, mà sự thay đổi từ bên trong của các bạn dẫn đến sự thay đổi của mối quan hệ. Nghĩa là 8 cốc này có một trong hai người hoặc một hai, mà mình nghĩ là cả hai sẽ phải bỏ đi cái phần nào đó cố hữu chưa tốt của mình để giải thoát cho cái mối quan hệ The Devil này, giải thoát cho những cái mâu thuẫn ẩn ngầm bên trong này. Thì mình thấy như thế, nghĩa là theo cách giải bài và cách cảm nhận của mình thì mình thấy là như vậy. Bây giờ mình sẽ đến câu hỏi thứ ba, đó chính là cái diễn biến tiếp theo nhé. Vẫn là sau vậy thì sau khi mà giữa hai người xong, sau cái trận động đất này, ta có coi nó như là một trận động đất đi, thì sau cái trận động đất này thì cái điều gì sẽ phải đến tiếp theo nhá. Câu hỏi thứ ba đó chính là cái diễn biến tiếp theo của cái mà cái sự vận động mà chúng ta vừa phân tích ở trạng bài số 2 ấy, nó là cái gì? Nó là cái gì thì các bạn nhìn thấy ba lá bài cuối thì các bạn sẽ thấy kết quả của nó. Còn bây giờ mình phân tích nhá. Nó là cái mà ở đây mình thấy có cái sự vận động. Cái sự vận động đó chính là có một người thì mang năng lượng Cửa Đa Pentacle cứ đứng đó để nhìn. Nghĩa là có thể giữa các bạn có một khoảng cách nào đấy. Khoảng cách này có thể là về mặt địa lý, về một khó khăn, một cái cách trở nào đó mà các bạn không thể vượt qua. Mà cái quan trọng, cái khó vượt qua ngoài cái khoảng cách về mặt khách quan thì mình thấy có một cái khoảng cách về mặt chủ quan, đó là giữa hai bạn tính cách khá là khác nhau. Một người có năng lượng của đất, nghĩa là năng lượng của sự ổn định, điềm đạm, bình tĩnh, nghĩa là cẩn thận, chi chút từng tí một ấy. Thì năng lượng của Queen of Swords là những người đã nói là làm nhanh, dứt khoát, cái gì là phải nói luôn, cái gì đó là phải làm luôn, phải quyết định luôn, phải nói ra ngay, phải rõ ràng. Còn không kiểu không chịu được cái kiểu mà cứ im lặng á, cứ im lặng, cứ ẩn ngầm, giống như là năng lượng của đất. Có lẽ vì thế mà nó khiến cho hai người luôn cãi nhau, luôn có sự mâu thuẫn ngầm, và giữa hai người cứ luôn luôn có cái trạng thái cảm xúc, luôn giữa hai người luôn có cái xu hướng là im lặng rời đi, hoặc là cãi nhau, hoặc là mâu thuẫn với nhau gì đó. Và cuối cùng thì mình thấy là sau cái tám cốc ấy, cái tám cốc mà cái năng lượng của sự thay đổi đấy, thì cái năng lượng đấy thay đổi, nó biến chuyển, nó khiến cho cái cuộc đi đó, cái sáu kiếm ở đây nó còn biểu hiện đó là hai người dần dần, tại vì nó kết hợp với tám cốc lúc nãy thì nó dần dần đi ra khỏi cái năng lượng đó, cái năng lượng chưa tốt, cái năng lượng mà nó chưa phù hợp với mối quan hệ, để dần dần vượt qua năng lượng năm gậy, đó là năng lượng của sự mâu thuẫn, bất hòa, không dung hòa được với nhau, đạt đến năng lượng sáu gậy, đó là sự thành công, sự đến đích. Và lúc đó khi mà đã thành công đến đích thì đứng trước một cái quyết định, đó là có nên, cái quyết định là sẽ tiến về 10 ly, sẽ tiến về ngôi nhà và những đứa trẻ, sẽ tiến về cái sự đủ đầy hạnh phúc được ban phước lành này. Và đây là một, và vì thế cái lá bài The Tower, các bạn đừng sợ nhé, The Tower ở đây nó giống như là một cái báo hiệu, đó là một sự thay đổi cần thiết phải diễn ra, một sự sắp đặt hữu ý của vũ trụ. Nghĩa là đến đây thì mình có, hôm nay không biết tụ bài số 1 làm sao, khó, rất là khó diễn đạt. Đến đây thì mình có thể nói tóm gọn lại như thế này. Ở mối quan hệ số 1, ở tụ bài số 1, mình thấy đây là một mối quan hệ mập mờ. Và cái mối quan hệ đó nó kỳ lạ, nghĩa là mình có cảm giác nó vắt kiệt năng lượng của các bạn ấy. Mình dùng từ đó không biết có quá hay không, vắt kiệt năng lượng của các bạn, đặt các bạn ở trong một cái thế mà mình nghĩ là đây là những người thụ động. Ở trong mối quan hệ, ở tụ bài số 1 ấy, có những người rất thụ động trong mối quan hệ. Và cuối cùng vũ trụ xoay vần cho đến mức cũng phải thay đổi. Nghĩa là phải thay đổi, và cái thay đổi đó là chính là cái sự hướng về 10 ly, cái sự hướng về 4 gậy. Và nó là một cái thay đổi cần thiết, giống như là vũ trụ thúc đẩy ở phía sau lưng ấy. Giống như là các bạn cứ tưởng tượng đây là những linh hồn, cái tòa tháp nó đã cũ kỹ rồi, những linh hồn cố chấp bám hữu ở trong này, cố chấp cố hữu ở trong này, thì cuối cùng một cái trận xét thì trên đánh xuống, đất ở dưới động lên, cuối cùng họ vẫn phải cuối cùng vẫn phải nhảy thoát ra, ù té chạy khỏi cái tòa tháp này. Thì ở đây bạn hiểu cái điều đó không ạ? Bạn hiểu rằng ở đây có một sự thay đổi, một sự vận động để có được sự thay đổi cần thiết, theo mang tính quy luật, mang tính hẹn ước, mang tính hợp đồng linh hồn giữa hai người. Và cái kết đó chính là 10 ly, và cái kết đó chính là 4 gậy các bạn nhé. Và các bạn nhớ cho mình, đây là trả bài chung, cho nên là
Cái kết quả này có thể là của bạn, có thể cũng không phải là của bạn. Nên bạn không quyết định cái điều gì, không áp đặt điều gì dựa trên muốn nên trả bài chung nhá. Nếu bạn muốn có một câu chuyện của riêng mình thì các bạn nên trả bài riêng. Rồi, và tất cả thông tin mình đặt ở phần mô tả các bạn nhá. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn mới biết đến kênh của mình thì ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, để like và comment các bạn nhá. Rồi ạ, một lần nữa xin được cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 2. Như cách làm việc của mình thì bao giờ mình cũng trách năng lượng của mối quan hệ. Sau đó mình sẽ đến câu hỏi chính của trả bài, đó là diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này. Và cái câu hỏi thứ 3 nó phụ thuộc vào cái nội dung của câu hỏi thứ 2. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến câu hỏi đầu tiên, đó là năng lượng của mối quan hệ. Mình thấy ở đây có hai nhân vật nổi lên rõ. Một là năng lượng của nam. Thì mình thấy năng lượng của nam là một người mà mình thấy tính cách của cái người này bên ngoài như thế nào thì mình không biết, nhưng bên trong người này khá là họ có mấy tính cách đặc điểm như sau. Một, họ là người rất là lý trí. Hai là mình thấy cái người này có cái độ lì các bạn nhé, độ gan lì, độ giống như thi gan với trời đất ấy. Người này có cái tính chất nó thi gan với trời đất, và người này có cái tính đã thích cái gì là làm cho bằng được, đã muốn cái gì thì phải có cho bằng được. Và họ có một cái độ lì, mình không hiểu vì sao mình nhìn thấy một người đàn ông có một độ lì trời không sợ đất không sợ chả sợ một cái gì cả. Nhưng có lẽ là họ sợ cái người phụ nữ trong mối quan hệ này. Không hiểu vì sao mình thấy cái điều đó. Có thể ở bên ngoài họ không chiều chuộng các bạn, họ không tỏ ra là họ lụy các bạn, nhưng ở bên trong mình thấy có. Không hiểu vì sao mình lại thấy, có lẽ là mình trả bài bằng trực giác, mình thấy cả cái điều đó. Nhưng mà yêu cái người này thì không dễ dàng một chút nào cả, bởi vì cái tính của họ hơi lạ. Người này có tính cách hơi lạ, có cái gì đó hơi dị ở đây. Người này, nếu mà bạn đang ở trong mối quan hệ với người này ấy, thì bạn là, nếu bạn là nam thì bạn chính là cái người đàn ông mình đang nói. Còn nếu bạn là nữ thì bạn mang năng lượng của The Empress. The Empress thì có thể là vượng địa, là sao kim vượng địa ở song ngư và cựu giải. Có thể bạn là song ngư hoặc cựu giải. Bạn có năng lượng của sự chữa lành. Đây là những người phụ nữ rất là luôn có một cái tính từ tâm, giàu lòng trắc ẩn, thương yêu, những người rất đảm đang, những con người của gia đình, những người phụ nữ sinh ra để yêu thương ấy. Cho nên là bạn, cái tính cách của bạn như thế nên bạn rất dễ hút vào những cái người đối lập với bạn về cách yêu thương, về cách thể hiện yêu thương, cũng như là cái cách mà họ cư xử với các bạn. Bạn rất dễ hút vào trong cuộc sống của mình những cái người có phần hơi ích kỷ, có phần hơi vô tâm. Ích kỷ thì không hẳn, nhưng có phần hơi vô tâm, bởi vì giống như là bạn đảm đang hết nên bạn tự lo được hết, nên bạn vô tình để cho người ta cảm thấy là họ không có cái gì để lo cho bạn nữa, nên họ cứ thoải mái, họ làm những gì họ thích, họ làm những gì họ thích, họ đi đến đâu họ cần, mà họ luôn yên tâm là bạn, cái bạn đã tự lo được rồi, nghĩa là tự bạn tạo ra cái tính cách đó cho họ, chứ không phải là họ không yêu thương, không quan tâm đến bạn đâu. Nhưng mà mình thấy cái người này có một cái sự coi trọng bạn vô cùng lớn, nghĩa là họ coi bạn giống như nữ hoàng của họ ấy. Và mặc dù họ thể hiện những lá bài của kiếm ấy, thường nói là họ thể hiện có phần nó hơi khô khan. Con người này có hai tính cách, một là một, hai là hai, có hoặc không. Chứ còn họ không có cái lằng nhằng theo kiểu là biết nói những cái lời bay bổng, biết nói những cái lời theo kiểu là ngôn tình, làm vừa ý người khác đâu. Họ chỉ có hai tính cách, có và không thôi. Cho nên là họ, nếu như mà bạn mà không hiểu được cái điều đó ấy, không tự làm vui với chính mình, thì ở đâu mối quan hệ này rất dễ có chuyện là cứ rời đi, cảm thấy mệt mỏi xong rời đi, xong rồi lại quay lại. Bởi vì các bạn biết lý do vì sao cứ rời đi lại quay lại không? Bởi vì giữa hai người là tình yêu, giữa hai người là giờ lớp, nhưng quay lại thì lại rơi vào cái sự đau khổ của chính kiếm. Chính kiếm thường nói một cái người đau khổ đây thì không hẳn đâu. Chính kiếm không nói về sự đau khổ, mà chính kiếm nói về sự suy nghĩ có cái phần gì đó hơi thái quá của cái sự đa cảm và nhạy cảm. Mà cái lý do chỉ là cái người kia họ lý trí, họ vô tâm, họ không để ý. Và các bạn nhớ đây là trả bài chung nhá, bởi vì thường mà khi mà gặp người đàn ông thế này, các bạn cứ comment ở dưới là người đó ích kỷ như thế này thế kia. Các bạn nhớ là đây là trả bài chung người đàn ông như thế nào thì mình đọc lên như thế. Có thể nó giống một phần hoặc là không giống một phần nhá. Đó thì giống một phần hoặc là không giống phần này và khác phần kia, thì các bạn đón nhận cởi mở với lại cái câu chuyện của mình. Còn nếu như bạn thấy họ ích kỷ, họ không giống
cái người trong giảng bài này thì bạn cứ rời đi thôi. Chúng ta phải chọn, chúng ta ưu tiên cho chúng ta, yêu thương chúng ta và những người ai mang đến cái điều đó thì chúng ta ở lại các bạn nhá. Đó, quan điểm của mình là như vậy và mình nghĩ là quan điểm của những người từ theo kiểu có suy nghĩ tích cực trong tình yêu thì đều như thế, nhưng không phải là một mình đâu. Thì đó là cái mối quan hệ của các bạn nhé. Và mình thấy ở đây các bạn gọi là cái năng lượng các bạn thì các bạn vẫn đang trong cái mối quan hệ, nghĩa là các bạn vẫn đang yêu, vẫn đang ở cùng nhau hoặc là đang tiếp tục mối quan hệ, chỉ có điều nó luôn xảy ra như thế nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái câu hỏi chính là diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này. Bây giờ chúng ta đến câu hỏi thứ hai, đó là diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này. Cái mối quan hệ này của các bạn ấy, mình thấy nó như thế này này. Các bạn thử xem là có giống như vậy hay không nhé, hoặc là chỉ có một ít thôi chứ không phải đa phần. Cái tình yêu của các bạn ấy, cái lúc thì nó nồng nàn như lửa ấy. Là bài sửa lớp các bạn thì nhìn thấy hình ảnh của một nam một nữ thì các bạn đã thấy nó nồng nàn như lửa như thế nào rồi. Đây là mình gọi là nó nồng nàn như lửa đây. Đấy, cái tình mối quan hệ các bạn lúc thì nó nồng nàn như lửa, lúc thì nó lạnh lẽo như băng. Ở đây dùng cái từ lạnh lẽo như băng thì nó cũng thực sự là không chuẩn xác ở cái lá bài này. Mình chỉ thấy một nỗi cô đơn ảo ảnh mơ hồ không rõ nó là cái gì. Nghĩa là có lúc thì nó rất là nồng nàn ngọt ngào để các bạn sống được trong cảm giác của tình yêu, các bạn biết là các bạn đang yêu. Có những lúc thì nó lại mơ hồ như thế này và vì thế nó làm cho mối quan hệ trở nên mệt mỏi. Mười gậy thường nói về một cái người mà cứ đi tìm mãi miết, đi tìm một cái gì đó, nó ngay ở hiện đã tìm thấy, nó đã ngay trên lưng mình rồi, đã đủ 10 cái gậy rồi, nhưng cứ đi tìm một cái gì đó nó khiến cho các bạn không yên tâm. Các bạn không coi cái mối quan hệ này là cái đích của mình chỉ bởi vì giữa hai người cứ có lúc thế này lúc thế kia. Và cái lý do đó chính là vẫn là cái sự mất cân bằng trong mối quan hệ này. Đây, nữ thì nhạy cảm, các bạn thấy cái hình ảnh cô gái đang ngồi bó gối để suy nghĩ và cái hình ảnh của người đàn ông đây, họ đang mải mê để họ làm công việc gì đó, họ đang chuyên tâm vào công việc của họ. Ở đây thì The Medicine thường nói là những người mà làm bên truyền thông, bên kỹ thuật, bên truyền thông hoặc là bên điện tử, có thể ví dụ như là họ cầm máy, họ ngồi máy tính, họ chơi máy, hoặc là họ làm bên xây dựng, họ điều khiển một cái gì đó liên quan đến máy móc, đến điện tử, hoặc là họ là y bác sĩ, họ suốt ngày trong phòng mổ hoặc họ làm cái gì đó, họ chuyên chú vào cái việc đó và họ bỏ quên, họ không để ý đến bạn, đúng không? Họ say sưa đến mức mà họ không để ý đến bạn ấy, và khiến cho bạn đôi khi mặc dù tình yêu nó là ở lớp này nhưng vẫn có cảm giác như mình đứng ở bạn ngã ba đường không biết nên như thế nào, nhưng lại không thể tách rời ra được bởi vì cứ có một tình yêu ở đây. Và vì bạn yêu nên bạn luôn hy vọng rằng tất cả nó sẽ khác, như là ở trong cái mối quan hệ này, cái mà để nó tồn tại được ấy, để cái mối quan hệ này tiếp tục nó đi được cùng nhau, đó là bạn luôn hy vọng cái người đó sau khi mà họ hoàn thành, ví dụ như họ ham chơi thì bạn nghĩ là đến một ngày nào đó họ sẽ hết ham chơi, họ bận rộn thì bạn hy vọng là một lúc nào đó họ hết bận, nghĩa là dù kiểu gì thì bạn vẫn hy vọng là họ sẽ khác đi và họ sẽ trở về đó. Và nó làm cho bạn, và thực ra thì mình nghĩ là nếu bạn hy vọng như thế thì bạn đừng buồn nữa. Thực ra ở đây ấy, cái việc mà chúng ta hy vọng hay chúng ta nghĩ như thế nào về cái người đàn ông này, về mối quan hệ này không quan trọng, mà quan trọng đó là nếu như bạn đã hy vọng, bạn đã tin tưởng, bạn đã mơ ước và bạn đã coi như là người này, ngoài người này ra không ai có thể thay thế được họ, thì bạn đừng buồn nữa. Cái mấu chốt ở đây đó là bạn không thể rời bỏ được họ, họ vẫn là quan trọng đối với bạn, nhưng bạn lại cứ buồn. Đó mới chính là vấn đề, nghĩa là ở đây nó mang một cái bài học, đó chính là bài học kết nối với chính mình, bài học đi tìm về bản thân, bài học tình yêu bản thân. Và cái người này họ giống là cái sự sắp đặt của số phận ấy, số phận cứ làm cho họ như thế để bạn phải quay lại, bạn kết nối bản thân mình, bạn đi tìm bản thân mình, bạn cảm thấy ấm áp vui vẻ với bản thân mình, thì tự khắc cái mối quan hệ này nó sẽ cân bằng nhá. Cái thông điệp của tụi bài số 2 nó là như vậy. Thì đó nhá, nghĩa là đã diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này thì mình thấy là mình nghĩ là không nên trả một trả bài nào nữa, bởi vì là khi mình dự nhìn vào trả bài thì mình thấy rằng là nó chỉ có như thế thôi. Bởi vì cái câu chuyện này nó sẽ là một câu chuyện, một vòng lặp, nó kéo dài mãi, bởi vì nó chỉ nằm ở sự thay đổi của người phụ nữ. Mình thấy ở đây cái nhân vật nam giống là cái sự sắp đặt của số phận cho họ như thế, để người nữ phải tự kết nối với bản thân mình, tự làm việc với bản thân mình. Và khi nào người nữ ấy, một là rời đi khỏi mối quan hệ này, nếu như mà người kia họ cứ vô tâm, bởi vì thực ra thì người kia họ cứ mải mê, mà cái lý do họ mải mê thì mình đã nói rồi, đó là người nữ quá quá chu toàn và
và họ cảm thấy họ yên tâm, họ không giống như bạn có thể tự làm với tất cả mọi cái mà họ yên tâm ấy, cho nên họ mới say sưa với công việc của họ. Vậy thì một là bạn bớt chu toàn đi, đúng không? Bạn để cho họ có trách nhiệm với họ, bạn khơi dậy cái bản năng đàn ông thích che chở, thích được yêu thương đi, có trách nhiệm với người phụ nữ đi. Hoặc là nếu như họ có cái việc chính đáng họ cần phải lo thì bạn lại phải tự làm việc với chính mình để bạn cảm thấy vui vẻ, thì tự nhiên mối quan hệ này nó không có vấn đề nữa. Thế là ở đây mặc dù mình thấy đây là một mối quan hệ nhưng nó có tính vấn đề, và cái tính vấn đề đây đó chính là sự mất cân bằng trong mối quan hệ nhá. Thì đó là thông điệp của những người chọn tụ bài số 2, và các bạn nhớ rằng đây là trải bài chung. Còn nếu bạn có một câu chuyện riêng chi tiết về mối quan hệ này cũng như là cái bài học riêng của các bạn ra sao thì các bạn nên các bạn có thể, chứ không phải là nên, nếu bạn muốn thì bạn, nếu bạn bạn muốn, bạn tin tưởng muốn trải bài riêng với mình thì bạn liên hệ, thông tin mình đặt ở phần mô tả nhá. Còn nếu bạn mới biết đến kênh của mình và yêu thích kênh mình thì bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, nhấn like và comment. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 3 với chủ đề đó là diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này, thì cách làm việc của mình như sau. Câu hỏi đầu tiên đó là mình sẽ trách năng lượng của những người chọn tụ bài số 3. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi chính để diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này, và câu hỏi thứ ba có hay không nó phụ thuộc vào nội dung của câu hỏi thứ hai nhá. Ở câu hỏi thứ nhất đó là năng lượng của mối quan hệ, nghĩa là các bạn đang như thế nào. Thì mình thấy đây này, ở đây các bạn vừa, những người chọn tụ bài số 3 ấy, mình nghĩ là các bạn, nếu mà dựa vào lá bài này thì mình nghĩ là các bạn chưa có một mối quan hệ nào cả, mà các bạn đang trong một cái khoảng thời gian các bạn làm việc với chính mình, các bạn làm việc với chính mình, và mình thấy hình ảnh của những người mà sống, các bạn sống một mình, sống độc lập, sống độc thân hoàn toàn và đúng nghĩa. Nhưng mà trong cái sự độc thân này thì mình thấy các bạn có cái năng lượng là của việc làm việc với chính mình. Các bạn giống là các bạn đóng cửa này, các bạn làm việc với chính mình ấy, vui vẻ với công việc, vui vẻ với sự nghiệp, và hoặc là đọc sách, hoặc là nghe pháp, hoặc là các bạn, mình có cảm giác những người tụ bài số 3, ngoài cái việc mà bạn cứ đưa bạn tập trung vào sách vở, vào công việc, vào sự nghiệp của các bạn ấy, không hiểu vì sao mình thấy có cả những người mà, tại vì mình trải bài cả bằng trực giác nữa, mình thấy có cả những người mà các bạn lên núi đi tu ấy, các bạn tìm, các bạn thiền định này, yoga này, các bạn giống như là đi du lịch hoặc là đến một cái nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, có cả một nhóm người như thế để các bạn đi tìm bản thân mình. Và trong khoảng thời gian này có The Tower, có một sự vận động, một sự thay đổi cần thiết, và thay đổi giống như là có một sự thay đổi toàn diện và mạnh mẽ về cái bên trong của các bạn. Đó, The Tower chính là như vậy. Có một con người cũ bị đánh bật ra khỏi cái năng lượng các bạn để cho một con người mới, và con người mới cho ra một con người mới, và con người mới ở đây đó là The Knight of Wands, con người của hành động, con người của việc tiến lên phía trước, dám đi tìm cái điều mình muốn. Và mình thấy ở đây cái quá khứ của các bạn là ba kiếm, là năm gậy, là bảy kiếm. Có thể các bạn đã từng đau khổ trong một mối quan hệ mà mối quan hệ đó đầy những mâu thuẫn, những nhọc nhằn, và các bạn đã phải rời đi. Thì mình thấy sau khi các bạn nhận thức được cái điều đó, nó giống như có một sự thay đổi toàn bộ toàn diện, thì cái con người mới các bạn chính là The Sun, có một ánh sáng, giống như là khi các bạn vừa nhận ra chính mình thì bình minh ló dạng, và bình minh soi rõ một ngày mới, chỉ cho bạn thấy rằng đã có một con người mới xuất hiện rồi, và bạn hành động thôi, bạn sống cho con trong ngày mới con người mới đó thôi. Mình thấy có một Queen of Swords xuất hiện ở đây, thường nói về một người giống như là có một cái lý trí vững vàng sáng tỏ, nàng hiểu được những gì đang diễn ra và nàng thực hiện theo kế hoạch đấy. Và có một Air One, ở đây là Air One là một sự khởi đầu mới. Trong cái khởi đầu này thì có thể nó là cái tinh thần, cái tư tưởng, cái trạng thái ấy, của các bạn, hoặc là có một sự khởi đầu mới. Mà nếu chúng ta đang xem về tình cảm thì nó là một sự khởi đầu mới về mặt tình cảm nhá. Thì mình sẽ xem cái sự khởi đầu mới đó là gì, gọi là đấy nhá. Thì chúng ta sẽ tùy vào nội dung của cái câu hỏi này, ta đặt câu hỏi tiếp theo. Thì mình, cái câu hỏi thứ hai đó là mình sẽ đặt câu hỏi là cái sự khởi đầu mới này là gì, diễn biến của sự khởi đầu mới này nhá. Với câu hỏi đó là diễn biến tiếp theo của cái sự khởi đầu mới của các bạn ấy, mình thấy các bạn vẫn độc thân, nó lại giống cái tụ bài ở cái trả bài hôm qua. Các bạn vẫn độc thân, các bạn vui với chính mình. Chín xu vẽ hình đây, các bạn nhìn thấy đây, các bạn là những người mà mình nghĩ là dù nam hay nữ thì
các bạn cũng là những người thành đạt, các bạn tạo lập cho mình một một cái lãnh địa, một vương quốc riêng, mà các bạn nhìn thấy cái sự giàu có của người phụ nữ này. Đấy, các bạn có sự nghiệp thành đạt này, có một cái cơ ngơi đẹp này, tư tưởng tinh thần đầy đủ trọn vẹn như cái lá bài chín xu này. Mình thấy các bạn là những người thành công trong sự nghiệp nữa, thành công trong sự nghiệp, có thể các bạn gặt hái được những thành công trong sự nghiệp và rất nhiều người ủng hộ, nhiều người ngưỡng mộ, hò reo, hoặc nó chính là cái sự thành công của bạn. Bạn đạt được đến cái năng lượng của hạnh phúc, của niềm vui, của sự trọn vẹn và cái hân hoan với chính mình. Sau một khoảng thời gian của hai kiếm, hai xu, nghĩa là mình thấy là giống như là nó là một cái gì đấy, nó là cái thành quả của một khoảng thời gian của hai kiếm hai xu. Các bạn băn khoăn rất nhiều và giống như là các bạn thở, mình nghe thấy một tiếng thở dài đó, à một cái tiếng theo kiểu giống như là nếu như mình biết là rời bỏ cái mối quan hệ đó ấy, thay đổi cái năng lượng đó ấy, mà có được niềm vui hạnh phúc như thế này thì mình đã rời đi từ lâu, mình đã thay đổi từ lâu rồi, mình thấy có một tiếng nói như thế. Và bây mà mình thấy á, các bạn đang vui vẻ tiến về phía trước đường Chariot, bạn điều khiển chuyến xe của mình tiến về phía trước, bạn vui vẻ hân hoan với cuộc sống của mình. Và mình thấy ở trong sự nghiệp, ở đây trong sự nghiệp các bạn có năng lượng King of Pentacles, các bạn có cái sự vững chắc nhé, vững chắc. Rồi Manager thì mình thấy dù các bạn đang làm công việc gì cũng các bạn cũng đạt được cái năng lượng, ví dụ như là các bạn là trưởng phòng, trưởng nhóm, hoặc là lãnh đạo của một công ty, thì các bạn giữ vững được cái vai trò đó, được nhiều người ngưỡng mộ, các bạn điều khiển công ty vận hành tốt, có được cái nghĩa là bạn tạo được những cái thành công. Nếu bạn làm bên kỹ thuật các thứ ấy, thì các kiểu ấy, thì bạn tạo ra những thành công và nó chính là cái giờ thao, nó chính là cái sự thay đổi cần thiết. Các bạn đừng sợ giờ thao, những giờ thao là luôn luôn ở đây mình thấy có năng lượng của bọ cạp. Các bạn là những người luôn luôn thay đổi, cuộc đời của các bạn luôn luôn là những cung đường, và hôm nay nó là một hướng này, ngày mai nó là hướng khác. Các bạn bị giống như bị vận hành, bị thay đổi liên tục, nhưng mà dù thay đổi nào thì cái cuối cùng của bạn vẫn là thành công. Mình thấy đây là những người mà cực kỳ bản lĩnh, các bạn bản lĩnh bởi vì các bạn làm bị số phận xoay vần cho đến mức mà giống như là bạn quen rồi, bạn là một chiến binh rồi, mà giống như không được chiến đấu ấy thì bạn lại cảm thấy buồn. Mình thấy cái năng lượng của những người chọn tụ bài số 3. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi đó là còn với những người đang độc thân hoàn toàn, rõ ràng thì mình thấy là các bạn đang độc thân, thì mình muốn hỏi câu hỏi thứ 3, đó chính là trong những cái thời gian tới này có mối quan hệ mới nào đến với các bạn hay không nhé. Với câu hỏi thứ 3 đó là trong thời gian tới có cái mối quan hệ nào mới đến với các bạn hay không? Mình thấy ở đây không có ai đến đâu, mà cái người này họ đã ở sẵn đó rồi. Chỉ có điều là nó thuộc về cái mối quan hệ không rõ ràng. Các bạn có thể nghe lại tụ bài số 1 xem là nó có thông điệp của các bạn hay không. Bởi vì mình thấy ở đây rõ ràng có một cái người nào đấy họ đã ở sẵn ở đây rồi, họ ở sẵn trong lòng bạn rồi. Nhưng mà bởi vì hai người không nói gì với nhau cả cho nên là bạn giống như là mình thấy đây này. Những người chọn tụ bài số 3, các bạn đã có một người trong lòng mình, nhưng cái mối quan hệ này, cái người đàn ông đó họ, hoặc là người phụ nữ đó họ vướng mắc một cái gì đó, vì một cái lý do gì đấy mà cái mối quan hệ này nó chưa được công khai, nó chưa được rõ ràng. Nhưng trong lòng hai người thì không có ai khác cả, không có ai thay thế được đối phương cả. Vì thế cho nên là cũng không đến với ai và cũng không chia tay, và các bạn vui vẻ cả hai, mỗi người đều vui vẻ với sự nghiệp của riêng mình, nhưng trong lòng thì vẫn hướng về nhau, vẫn nghĩ về nhau nhé. Mình thấy cái tụ bài số 3 là như vậy, và các bạn thử nghe tụ bài số 1 xem, bởi vì tụ bài số 1 nó là ở một mối quan hệ không rõ ràng, và cái tụ bài cho một cái thông điệp rất là rõ, rất là sáng rõ về cái việc và lý do tại sao lại có cái tình trạng của cái mối quan hệ không rõ ràng đó. Thì trở lại vấn đề, mình thấy là với câu hỏi đó là trong thời gian tiếp theo thì có cái mối quan hệ nào mới với các bạn hay không, thì mình thấy đây là một King of Pentacles, nghĩa là đây là một người đàn ông, người này họ có một sự nghiệp khá là vững chắc. Họ tính cách của họ này, họ là người ổn định, điềm đạm, từ tốn. Họ có phần hơi cố chấp, mà họ cố chấp là họ đúng, bởi vì con người này họ có được những gì họ có ấy, là cả một thời gian, cả những cái năm tháng mà chiến đấu ấy, năm tháng bôn ba đầy bản lĩnh để họ có được cái sự nghiệp này. Người này có thể họ có khoảng cách địa lý với các bạn nhé, hoặc họ là người hay di chuyển, họ là con người hay di chuyển, hoặc là họ đang có một cái công việc của họ hay di chuyển, hoặc là họ đang có một cái gì đó thay đổi trong cuộc đời. Và mình thấy trong cái thời gian này họ đang thu xếp, họ đang mãi thu xếp cho cái công việc riêng của họ, có thể là họ sắp xếp trong cuộc sống, hoặc là họ đang trả nợ nần, hoặc là họ đang giúp đỡ ai đó về mặt tiền bạc, hoặc là họ đang chi tiền ra cho một cái việc gì đó, và mình thấy họ đang mải mê trong cái công việc riêng của họ.
người này mình thấy có cái tính cách ấy, ngoài cái tính cách ổn định ra thì họ còn có cái năng lượng tỏa sáng như mặt trời, họ là the sun, họ có năng lượng của sự chữa lành. Mình thấy người này không biết là mình thấy rõ thì là năng lượng của nam, chứ còn không phân biệt là giới tính nam hay nữ. Nhưng thì có nghĩa là nếu mà bạn là nam nghe thì đây là bạn, còn nếu bạn là nữ thì đây là đối phương của bạn. Người này họ có cái năng lượng một này, ở đây thì nó tùy, tại vì tại bài chung cho nên là mình sẽ nói rõ từng từng cái một. Thì có một cái là mình nghĩ là người này họ đã từng có gia đình một nhóm nhỏ ít thôi, họ có đứa con, và chính cái đứa con đấy nó cũng là ảnh hưởng ít nhiều đến mối quan hệ với họ, nhưng mà phần nhiều của mối quan hệ của họ và bạn ấy, nhưng mà phần nhiều là mình thấy người này có năng lượng chữa lành. Họ giống như là những ánh sáng của mặt trời, họ đi đến đâu họ lan tỏa ánh sáng tình yêu, và họ người này rất dễ hút vào. Và về phía mình có hai đối tượng, một đó là những người cần họ chữa lành, cần được họ che chở, hai là những người mà họ có sẵn bóng tối ở trong trong lòng ấy, họ có sẵn bóng tối, và cái bóng tối đó chính là sự đố kỵ, sự ganh ghét một cái gì đấy nó không không thực sự tích cực ấy, nó không thực thực sự là tốt ấy, thì họ hay dính mắc với lại những người này chợ đó. Và cái người này, cái tính cách của họ thì họ có phần hơi cố chấp, họ không khéo cư xử đâu, cho nên là thường thường mà khi gặp những mối quan hệ đó, họ thường có xu hướng là họ theo kiểu là họ cắt băng mối quan hệ người này có xu hướng thế, họ cắt băng mối quan hệ và họ có xu hướng là họ đóng cửa lại, giống như bạn có tưởng tượng như là nếu như mà đến nhà mà khách gây hấn ấy, họ không nói gì cả, họ lẳng lặng, họ đóng cửa, họ vào nhà họ nằm, ví dụ như là trong nhà có phòng khách với lại với lại cái buồng riêng chẳng hạn, thì họ vào buồng riêng họ nằm, còn kệ người kia thế nào tự ý mà ra về. Họ luôn có cái kiểu đấy, người này họ rất dễ hút vào trong về phía mình những người có cái năng lượng xấu, và họ cách họ phản ứng lên như vậy. Thì ở đây mình thấy người này họ đang trong một cái giai đoạn đó là của hai kiếm, của The Tower, The Hermit. Người này họ đang trong một giai đoạn, nếu mà về năng lượng tâm linh, họ đang có một sự thay đổi rất lớn. Nếu mà cả năng lượng thực tế và năng lượng tâm linh, năng lượng thực tế là họ đang có một sự thay đổi, như là chuyển chỗ ở này, chuyển công việc này, thay đổi cả sự nghiệp ấy, thay đổi rất nhiều thứ. Còn về năng lượng tâm linh, đang có một sự vận động thay đổi về mặt năng lượng, về tần số rung trong con người của họ. Và họ giống như một người đang đi tìm bản thân ấy, rồi hay mình, họ đang đi tìm bản thân. Người này họ có cái tính chất là người họ hiểu đạo, học đạo và tu đạo nhé. Đấy, ví dụ họ hay đọc sách, họ nghiên cứu về một cái đạo nào đấy, và họ đang trên đường đi tìm cái đạo đó, đi tìm cái đạo đó, hoặc đi tìm chính bản thân mình. Thì mình sẽ xem là cái tiếp theo của mối quan hệ này, thực ra thì ở đây nó là một mối quan hệ không rõ ràng, nhưng mình thử xem là trong thời gian tới thì mối quan hệ này như thế nào nhé. Mình thấy ở cái mối quan hệ này trong thời gian tới, nếu nó có vận động, mình thấy cũng có cái sự vận động ở đây, nhưng mà nó khá là chậm. Lý do vì sao lại như vậy? Nếu mà chia cái tả bài này, nó có 9 cây, mà các bạn cứ tưởng trưng cho nó là 1 tháng hoặc là 1 năm ấy, thì cái 3 lá bài đầu tiên nó là năm đầu hoặc là nửa, nghĩa là tuần đầu của tháng ấy, hoặc là quý đầu của năm ấy. Đó, thì mình thấy là thì cái thời gian đầu ấy, các bạn đang vẫn có năng lượng của 3 cốc, nghĩa là giữa hai người theo kiểu là cũng giống như đứng giữa ngã ba đường ấy, hoặc là các bạn đối với nhau như bạn bè vui vẻ. Không có cái nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng như là các bạn cư xử với nhau như những người bạn đấy, đơn giản là như thế. Người nào cũng có cái cơ ngơi của nghiệp, cái công việc riêng của mình, chí hướng riêng của mình. Thì một người mang năng lượng của The Empress, thì mình thấy những người nữ ấy mang năng lượng The Empress, có thể các bạn làm bên công việc chữa lành, hoặc là các bạn làm việc chăm sóc trẻ, giảng dạy, giáo dục, hoặc làm cái việc gì đó liên quan đến chăm sóc phát triển con người, liên quan đến cái tính nữ, cái tính bao bọc chở che. Ví dụ các bạn làm bên thẩm mỹ, chăm sóc người, chăm sóc sắc đẹp, hoặc là các bạn chăm sóc sức khỏe, hoặc là hướng cái gì đó liên quan đến phần phát triển con người, nó mang cái tính nữ nhiều ấy. Mình thấy hoặc là có cả việc chữa lành, cái việc chữa lành rồi cái việc yêu thương bao bọc người khác nữa. Còn một người thì mình thấy họ đang bận, họ sắp xếp một cái gì đó, họ đang sắp xếp lại, thu dọn lại, và họ tập trung, rất là tập trung cho công việc của họ. Đến quý giữa hoặc là tuần trung tuần ấy thì mình thấy có năng lượng là họ bắt đầu thu xếp công việc của họ, bắt đầu thu xếp xong, bắt đầu có cái phần hoàn tất đấy, và bắt đầu họ yên vị với vị trí của họ rồi, và bắt đầu họ tiến, họ bắt đầu lên ngựa để họ bắt đầu tiếp tục cái hành trình của mình. Và mình thấy cái hành trình của họ chính là cái niềm vui. Mình thấy người này hình như họ vừa tạo dựng được một cái gì đó, họ rất là vui vẻ với nó. Và sau khi họ vui vẻ với nó thì mình thấy có cái tính chất là họ muốn khoe, họ gặp lại bạn ấy, họ sẽ gặp lại bạn để họ khoe về cái thành quả đó. Ví dụ như họ đi công tác, hoặc là họ vừa thi thố một cái gì đấy, hoặc là họ vừa xong một dự án, một công trình nào đó, và họ muốn gặp bạn để họ khoe
cái thành quả đó và họ hân hoan, họ đi tìm bạn, mình thấy có cái năng lượng đó. Bởi vì như này này, giữa hai người mình thấy này, giữa hai người là tình yêu, nhưng mà vì một lý do nào đấy mà các bạn chưa công khai cái tình yêu này, nó giống như theo cái kiểu là trên tình bạn dưới tình yêu, nhưng nó khá là vui vẻ, nó không có cái tính chất của sự đau khổ, giống như là giữa hai người có một cái theo kiểu nó giống như chưa phải lúc, hoặc là cả hai người cũng đang thích độc thân, đang còn chưa thích bị ràng buộc ấy. Trên mối quan hệ nó không có cái tính cam kết, nhưng mà hai người đều cảm thấy vui vẻ với nhau, trọn vẹn cuộc sống của mình. Và cái người này đến khi nào mà họ hoàn thành xong công việc của họ, họ sẽ tìm bạn. Mình thấy có cái tính chất là họ tìm bạn, họ gặp bạn, họ khoe với bạn. Và trong cái sự khoe đó, trong cái sự chia sẻ đó, thì bạn nhận ra rằng họ có tình yêu đối với bạn, và họ có ý hướng về phía bạn, trường quan. Họ muốn họ đi về cái phía mà, đương nhiên ở đây nó vẽ hình của một cái người đàn ông, họ đang đi đây ở trong khu rừng và có hai cây gậy đây, họ đang phải lựa chọn một cái gậy nào đó. Nhưng mình thấy có cái tính chất đó chính là họ sẽ đi, họ hướng về phía bạn, mà giống như họ lựa chọn được rồi, họ đã nhìn thấy hướng đi của họ rồi. Thì ở đây nếu như là cái mối quan hệ của bạn mà đang rơi vào cái việc là tạm dừng chia xa, hoặc người đó không rõ ràng, thì hãy yên tâm đó là họ đang phải có một việc chăm lo, cần chăm lo. Và khi nào xong cái việc đó thì lúc đấy họ sẽ quay lại để họ nói chuyện về cái mối quan hệ với bạn. Thì đó là trả bài chung thì mình thấy như vậy nhá. Còn nếu mà bạn cũng đang trong một cái mối quan hệ như thế, bạn cần có một câu chuyện chính xác cho mình, thì bạn nên trả bài riêng, không nên dựa vào cái trả bài chung để quyết định bất cứ một điều gì nhá. Thì nếu các bạn muốn liên hệ với mình, tất cả thông tin mình đặt ở phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá.